chó luộc ấy. Ủa sao có mùi rượu thơm thế, rượu đổ đấy à? Quay lại. Ruột non ngâm đá, nước mưa. Không không. Hay về ông nào về? Xóm em toàn đàn bà thôi, con đàn bà vào bếp thôi. Anh để cho nó kiếm miếng ngay rồi. Nhỏ nhỏ thôi nàng ơi, cho lớn lớn tí. Kì đẹp chín rồi, yên tâm. Khiếp. Nào mùng 1 đi. Mùng 1 đi á, mùng 1 âm này á. Này nghỉ bằng hai trái nhỏ. Giấm giấm đấy chứ. Thì trời hành mà, rõ ràng là vậy. Rượu mặn, rượu mặn. Đây là giả cầy, thịt chân giò. Đây là nồi thịt chó luộc ấy. Lòng chó. À cái này lòng lợn chứ. Thịt chó chưa luộc rồi. Đây lòng lợn các bạn. Hôm nay sẽ có món thịt chó luộc, thịt chó nướng và lòng lợn nhé. Lòng lợn tiết canh. Đây là liên hoan xóm đầu cầu chuẩn bị cho lễ hội Đồng Sâm.
cho đây. Lấy cái mua cái cốt ra. Chết về đi. Lấy cái muôi đỏ cho em, cái muôi đỏ kìa. Đây này. Biển ơi, đưa cái muôi đỏ, Biển ơi. Kìa, bà Dung kìa, cho muôi đỏ đây. Biển ơi. Đây có cái màn hình tivi đi. Bà Dung có bơi không vậy? Không. Thật nút kinh. Cái này tí bà Hồi làm đi nhá. Cháu về cho con lên lò đây. Cứ về đi. Lên lò nướng. Lò kiếm tiền cho cháu. Ủa sao có mùi rượu thơm gì rượu đổ đây à? Có khói luôn, quá là tuyệt vời. Mời các bác ngày hôm nay liên hoan xóm đầu cầu chuẩn bị cho lễ hội đây. Ôi ạ. Đổ tiết rồi ba nhỉ? Biết quay lại. Đi vào đi, nhanh lên. Anh ơi. Chọn xe cái đồ nhận mặn. Vâng. Tôi chó giờ đi được không ạ? Ui sổi đầy đạn thế. Đây mày gửi cho ai ăn? Đầy đạn nhỉ? Để cho họ ăn hết. Sời ơi này. À? Thịt này gọi là thịt gì hả cô Cấm? Chưa. Ui sời ơi. Phải nói là nó ngon. Ngon bằng gỗ đông cưới chưa? Đây, tay búp măng ấy. Ngon đấy, đều bạn ngon đấy. Ê, dạ dày này. Gan sụp. Tuần non ngâm đá. Nước mưa. To nhỉ, cái bản này nó to nhỉ. Mai ăn. Bóng hoa về mai ăn đi. Đấy đấy. Mấy đĩa cơ? 2, 3, 6, 9 rồi, thoải mái. Thoải mái. Coi như là cứ đặt cũ rồi. Không không. Cái tay búp măng của bác. Có khi bỏ cái mâm này ra mà lấy mâm mà mâm này. Từ từ đó bà, tí nữa trả xong rồi lựa hai cái mâm này đi. Đấy, ăn lâu nhưng mà đẹp nhỉ. Thợ làm gỗ không chuyên. Vừa đây thì đấy. Ngon chưa? Quá ngon. Chất lượng. Món dồi chó các bạn. Đang luộc dồi chó này.
Đấy, nay có thịt chó, rồi chó và lòng lợn, chó nướng nữa. Ngon chưa? Này vừa mới luộc xong chưa chín đâu. Vừa chó này. Quá là tuyệt vời. Ngon chưa? Ở quê này, quê em nó có lễ hội, đây là xóm đầu cầu nhà em này. Làm bữa gọi là liên hoan chào mừng lễ hội Đậu Sâm. Đấy. Yeah. Nó ngon. Chân giò nấu giả cầy cực ngon luôn. Ngon lắm, có cả dừa. 10 mâm nhá. Xóm đầu cầu nhà em này là 10 mâm. Cái này vơi bác Nguyên ơi. Quá ngon. Cái của Võ là lợn à? Vậy là một thằng làm lợn, một thằng làm chó. Chia nhau. Sụt lợn làm cái này lợn. Đinh vào. Cái cây chó này sẽ đánh được 3-4 bát này. Không thấy, chưa thấy chỉ đạo. Có đánh bóng bóng không? Không. Cũng không phải lại đấy. Sao cô đánh cũng không thì đánh về gì? Đánh hết sáng có chín tốt cơ mà. Mấy đứa 5-5 là cùng rồi. Muốn nhiều người họ đu thì rẻ thôi. Giờ 20.000 thì họ chỉ đi đánh vòng thôi. Mà đằng nào sẽ chạy? Rồi chó 20 hôm nay mẹ không cho đi đâu con ạ. Bố cho đi. Năm ngoái đi, bà thấy không biết đâu, đi cái vèo một cái là 300 buổi tối. 100. Năm nay bà, mẹ có thêm quả nào. Kéo. Xin bà. Vừa mới nghe bố đầu tư 300. 300 ăn thua thì ba đứa 300 đi. 300 thì mỗi tí khoảng 30 buổi tối. Ý là 300 là ngày hôm nay. Bố chi ngày, bà chi ngày. Thế là xong. Tớ chi một ngày, ngày tí đưa 300. Mỗi thằng chi ngày mẹ em còn ủng hộ bơi nữa chị ạ. À. Rồi trời, rồi lợn. Ngon đấy. Có cái xăm chứ cơ. Thơm không ông ơi? Ôi vỡ rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái để cho nó cứng cứng thì. Không phải nó nóng, trong này nó còn nóng mà. Thật, vớt ra nó cắt nhỏ quá. Mà thôi vậy thôi. Thật, vớt ra nó cắt nhỏ quá. Mà thôi vậy thôi. Nước mắm thì làm nước chấm.
anh về hôm nào vậy? Em vừa về xong. Nói chung vậy, vậy là nhìn ra là ngả trên mình là toàn tay trái nhá. Đi bơi, tay trái. Toàn bơi tay trái. Cháu bà Liễu bên trái, bà Tươi bên trái này, bà Dung cũng bên trái này, chị cũng tay trái này. Đấy, ăn cái đầu thanh đang sấy ra mới ngon kìa. Đấy, ném miếng đấy. Giòn, giòn, giòn. Không không không, không trực tiếp đâu. Đến đoạn nào đang cắt đâu mình cắt đi chưa? Không chó thì thôi. Đàn ông ăn. Thành xong rồi. Người đuổi quay là quan trọng nhất. Không biết gì cả. Kiếp. Bà Hoa là chuyên gia đuổi ruồi. Xóm em toàn đàn bà thôi. Toàn đàn bà vào bếp thôi. Toàn đàn bà đầu nêu. Đàn bà là hơi bị máu. Mẹ nóc nhà nói mà cái là chết rồi. Anh để cho nó kiếm miếng anh ơi. Mẹ. Nhỏ nhỏ thôi nàng ơi. Pháp sư tiếp cảnh. Cho lớn lớn tí. Cho lớn lớn tí, ăn ngon. Cảnh chó nha. Ui, cái chó đỏ nhỉ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Được cái đẹp, cái đẹp chín rồi, yên tâm. Cái này làm sao mà sống được. Sao lại lấy bát đấy vậy? Bề nồi này sao mà vớt nồi đâu này. Bẩn lắm, mẹ nó. Bẩn đâu mà bẩn ông này. Ồ, bẩn lắm. Kể cả là tay Bảo Lâm, Bảo Uyên búp băng chơi. Ở quê. Kinh nhỉ. Vừa đứng răng bước lên, vừa đứng bước. Củ nghệ phết đấy nhỉ. Vừa răng bước lên. Bên nhà bà Dung lầm về. Giới thiệu đi. Hàng hóa. Hàng hóa. Rồi lòng đây. Vớt 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 vớt. Rồi rồi rồi.
nhé, cho họ đổ cái nồi đấy này. Quay mặt đớp, tao quay mặt em pha này. Thấy quay rồi, yên tâm. Quay phải ngồi vào trong cái này ngược sáng nó không đẹp. Kinh. Anh thừa nát kìa. Có đông không? Có đông. Đông, không anh đông biết được. Có đông chứ chỉ cho vào tủ lạnh hấp. Biết là phải cho vào tủ lạnh nó mới ra đảm bảo. Giữ đúng nhiệt độ tươi sống. Nẹt lắm anh Tuấn ơi. Nẹt lắm, nẹt lắm. Phỏng vấn đi, phỏng vấn đi. Phỏng vấn nhá. Anh cho biết nay nhà mình có việc gì anh ơi? Nhà đi đi ta có. Mấy thằng này yêu uống bia, kiểu hay là bia hết thì bia. Bia hết đi bác ạ. Làm một bom bia 15 lít là xong. Không đủ thì lại uống tiếp. Không đủ thì gọi tiếp sao? Trước mắt là không một bom thôi. Không uống bia đây giờ này uống rượu nóng lắm. Tiếp. Ông cứ gọi bom 25 đi. Thể đi. Trái thể đâu rồi? Cái gì để đâu? Chó để đâu rồi? Chó lớn mày. Để đông người gáy làm vèo cái xong nhỉ. Vậy cái này đĩa thì có vậy. Kiêu. Đây. Vitamin đấy. Cái đồ không là chết nó vitamin E. Diện rồi. Đánh đông để luộc. Đây này. Đông cứng ở đây. Đấy. Cây nhau, cây lợn. Đông dã man luôn. Nó đông rồi. Đây. Lòng rau được nữa. Đây nhau luôn. Đi. Thôi chặt ra đây, chặt đi. Hai bà đang bày rồi chó. Nước nào? Sống à? Còn nước kìa. Sống đâu? Nhớ là nhà có nước kìa. Con canh này. Kiếp. Quá lắm bạc thật. Quá xoáy. Mấy mươi nữa anh ơi. Cứ anh ơi, sao cái đĩa thịt chó này còn để đấy cái phần nguyên bắt đầu. Cái này hả? Đây, đưa đâu, đưa đây, cái này nó bị sao.
bảo lên đây được mấy con đấy. À đây lấy trong trước. Đây này ông đồng cái này. Cái này ra cho Dung rồi. Em mà Dung vào này. Đây này mình trong cái đĩa. Đây thì chó rồi. Đọc rồi. Nóng. Bà đồng ăn đây gì? Cá này đây. Có bao nhiêu không? Cái đại đĩa cho lấy đĩa về. Chỗ không có gì. Nó không sao mà ăn đây. Này riêng mẻ mắm tôm có hết. Chó nướng, chó nướng. Đổ vào đấy, đun muối. Đun muối. Đổ muối tê của tôi để chết. Đúng rồi, đổ vào đấy, đấy, đổ gì không đổ vào đấy. Anh nó kém mẻm nhỉ. Nó không quen thì làm sao mà làm được. Chắc. Làm cái gì nó phải quen. Chưa. Quen tay. À, đấy. Lại đọc vào đây. Mẹ cái cục kia nó kiểu bị u. Cẩn thận vỡ. Mà thôi thôi thì đừng xái nữa. Xái ra cho nó cháo nó mới ngon chứ. Tí nó lọt mẹ xuống hết. Bà Liễu ạ, tí nó lọt mẹ xuống hết. Đấy, nó bảo cái này để dây. Thôi, cái đấy xái vào đĩa được. Cái đấy đi cho nồi cháo. Chả chó, chả chó. Chó nướng này. Không ăn chó. Cái này nó phải đủ gia vị cơ. Mẻ nhiều. Mẻ nhiều. Lấy một cái thớt nữa. Sáng lấy một thớt sạch nữa. Không không. Bây giờ vó này ra tay để băm nhân này. Lên mâm đây, lên mâm đây. Ê, vẫn còn nồi cháo à? Cháo cháy rồi, còn quay gì? Cháy mới ngon chứ. Không biết rõ là Long. Ý giời, đi trẻ mọt. Lúc đang ăn cá đâu, cá đâu. Đâu nãy ông ba ông xả rồi đấy ông ạ. Xả rồi á? Ờ. Cá bắt đầu ấy, đẳng cấp nó phải đẳng cấp đâu. Mẹ dân uống bia, không biết rót bia, dân làng cười chứ. Cười chết nhỉ. Úi giời, úi giời. Nổ quá. Bia mới. Đã phải. Đấy. Đang sóc cơm. Bác hôm nay nhà mình có việc gì đấy bác? Cưới vợ thằng này đi. Đây à, cưới vợ Võ à? Ừ, cưới tớ. À, cưới ông Ban à? Đấy. Này mà xóm đầu làng mở cửa đen. Xóm đầu làng liên hoan mở cửa đen. Liên hoan mở cửa đen. Lễ hội Đồng Sâm. Vèo một cái là... liên hoan mở cửa đen. Bia hơi này. Ông làm một. Đầu tiên, ngon, uống đi. Hơi đầu tiên ngon thật. Chọc tiết, đây nó gọi là cốc chọc tiết. Cốc này mới là cốc ngon. Đấy đấy, tiết đầu dao đấy. Đúng vậy hả? Đúng vậy, đúng không? Mày đã đi học nhà báo đâu, mà mày cầm máy ra đây mày chụp linh tinh. Đang đang rào kìa. Liên tiên. Chưa tắm chưa đang uống. Ui giời. Đi yêu. Nốt. Chết làm sao được. Chào mọi người nhá, xóm em đang làm cỗ, xóm đầu cầu đang làm cỗ để liên hoan cái lễ hội Đồng Sâm đây. Cúng mở cửa đền. Mời mâm nhá, các bác, các cô đó là làm cỗ đã xong rồi. Đấy, hai bên đường.
Quách luôn. Thịt chó là ăn ngập mồm luôn. Thế nào? 50 đáy, 50 đáy. Bằng tuổi cháu. Tám mấy? 90. Không có bọn mày là bọn bà tướng của chú rồi, tớ nó lại tới 50 rồi. Thôi gọi bằng anh thì trẻ. Không gọi anh càng tốt. Gọi anh nhìn tóc đã bạc đâu mà cứ gọi bắt gọi chú. Gọi anh may quá. Ông này, ông gà này là gà nhỏ đấy, không phải gà to đâu. Một con chặt hai đĩa đấy. Ngồi hơi nhiều. Đẹp. Cuối năm cứ hơi mà tay dao tay thớt sắp đi. Đây ăn là báo gọi là báo cáo thì nó hơi quá nhưng mà các cháu đúng không? Vâng. Hôm nay thì cháu đầu lạc là cúng mở cửa đền. Cúng mở cửa đền. Vâng. Cúng miếu. Cúng miếu, cúng miếu. Cúng miếu, cúng miếu. Cúng miếu. Thì trước hết là cái quan trọng là đại gia đình của vui xóm mình nó vui và đoàn kết. Hôm nay tập trung đông đủ đấy. Ok, uống rồi. Để cháu đâu để ông làm hô. Đâu để nhà tôi trở lên đến ngang ba của bà. Ok. Đây cháu cho, để cháu cho. Các cháu nói sao từ từ. Từ từ đã nào. Để nói thế là ông làm hô đi. Alo cái. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Số ăn đâu là hô. Mấy phút nữa là nó ổn thôi mà. Cây án này. Tôm cây án. Đúng rồi. Sáng cái này. Đúng không? Không biết đâu. Ồ. Sáng đây không biết. Cái gì? Quay, chỉnh quay. Ồ. Đâu một ca kia đây? Con ở bên kia hai ca mà. Mày còn trẻ con phải đi à? Vào mà ruột chứ người ta đang uống kìa. Em phải đi phục vụ anh. Phải đi thôi phục vụ. Bảo nào uống thì sao không? À vậy à? Để sang bảo không sao đấy? Ông đầm thuốc thì sao? Ông ơi, quý mang đi con. Uống. Đây là tự do ngôn luận nhé, bảo bạn. Bạn nào bảo dương mức là tự do ngôn luận. Đấy, anh thấy anh nó cứ khổ không? Kệ, tí buồn đâu mà. Ngon đấy nhỉ, trứng ngon đấy, nấu ngon đấy. Ngon, tròn đấy, ngon, khổ trứng ngon. Đây là nồi thịt chó luộc ấy. Ủa sao có mùi rượu thơm gì, rượu đổ đấy à? Tuần non ngâm đá, nước mưa. Không không. Chó này, quá là tuyệt vời. Chân giò nấu giả cầy cực ngon luôn. Chó. Hai mươi hôm nay mẹ tôi đi được. Thật. Vất. Hai mươi hôm nào vậy? Xóm em toàn đàn bà thôi. Toàn đàn bà vào bếp thôi. Anh để cho nó kiếm miếng anh ơi. Nhỏ nhỏ thôi nàng ơi. Cho lớn lớn tí. Kì đẹp chín rồi yên tâm. Thôi. Cho vitamin đấy. Vitamin là chết vitamin đi. Con cành kiếp cành. Tí nó lọt mẹ.
biết. Đầu dao đấy. Là 50 đáy, 50 đáy.